lái là ứng dụng thuê tài xế hàng đầu Việt Nam Uống rượu bia đặt ngay thuê lái Vừa an toàn vừa tránh bị phạt hàng chục triệu đồng Tài xế thuê lái sẽ đưa cả bạn và xe của bạn về nhà an toàn Ứng dụng thuê lái minh bạch giá cước Tài xế chuyên nghiệp với trên 3 năm kinh nghiệm Chuyến đi có bảo hiểm Tải ngay thuê lái ở đường link bên dưới phần bình luận để nhận mã giảm giá 200 nghìn Xin chào các bạn Tiết lộ mới gây sốc từ cuốn sách Google của nhà báo Mỹ Bob Woodward được biên tập từ tờ The Washington Post cho biết trước khi xung đột, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã thúc giục Tổng thống Zelensky xây dựng một kế hoạch hậu Zelensky. Các đoạn trích được The Washington Post công bố hôm 8 tháng 10 cho biết, Woodward đã viết trong sách rằng Hội nghị an ninh Munich, bà Harris được cho là đã khuyến khích ông Zelensky hành động để ứng phó với mối đe dọa đang hiện hữu từ Nga. Cuốn sách trích lời bà Harris nói rằng một trong những hành động này bao gồm việc lập kế hoạch kế nhiệm để đảm bảo sự ổn định nếu như ông bị bắt hoặc là bị giết. Hồi tháng 7, tờ The Times đã đăng một bài báo tuyên bố rằng bà Harris đã bác bỏ đề xuất của Ukraine về lệnh trừng phạt phủ đầu với Nga chỉ vài ngày trước khi mà cuộc xung đột bùng phát tháng 2 năm 2022. Vào tháng 9, bà Harris đã chỉ trích cách đề xuất của ông Donald Trump các liên quan đến Ukraine và nhấn mạnh rằng chúng phù hợp với các đề xuất của ông Putin. Điều này thì cũng cho thấy bà Harris cũng có quan điểm ra sao về cuộc chiến ở Ukraine. Lần gần nhất, Phó Tổng thống Mỹ và ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Kamala Harris và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp mặt tổ chức ở một cuộc gặp tại Washington vào ngày 26 tháng 9, nơi bà Harris đã nhắc lại sự ủng hộ của bà đối với Ukraine, đồng thời cảnh báo chiến thắng của Nga ở Ukraine sẽ dẫn đến các hành động cứng nhắc hơn nữa. Phó Tổng thống Mỹ cho biết mọi quyết định cuối cùng liên quan đến cuộc xung đột đều phụ thuộc vào Ukraine, nhưng việc nhượng lãnh thổ sẽ là đầu hàng bà harris nói rằng có một số người ở mỹ lại muốn ukraine phải nhượng bộ những phần lãnh thổ rộng lớn có chủ quyền của mình yêu cầu ukraine chấp nhận vị thế trung lập và yêu cầu ukraine từ bỏ các mối quan hệ an ninh với các quốc gia khác để chấm dứt đi xung đột theo bà đây không phải là đề xuất cho hòa bình mà là đề xuất để đầu hàng điều này là rất nguy hiểm và không thể chấp nhận được mặc dù bà harris thì không nêu tên bất kỳ ai một số thành viên trong đảng cộng hòa được cho là bao gồm ứng cử viên tổng thống Donald Trump đã gợi ý rằng Ukraine có thể nhượng lại lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Tại một cuộc meeting vào ngày 24 tháng 9, ông Trump một lần nữa đã tuyên bố sẽ đưa Mỹ thoát khỏi cuộc chiến ở Ukraine nếu như ông được bầu làm tổng thống. Trong những ngày gần đây, ông Trump đã đưa ra những tuyên bố gay gắt hơn khi mà chỉ trích tổng thống Zelensky cũng như sự ủng hộ của Mỹ đối với Ukraine. Ông tuyên bố rằng tổng thống Zelensky muốn đảng dân chủ giành chiến thắng trong cuộc bầu cử sắp tới và gọi ông là người bán hàng vĩ đại nhất thế giới. Ứng cử viên phó tổng thống của đảng Cộng Hòa Vance đã cho biết trong một cuộc phỏng vấn vào đầu tháng 9 rằng kế hoạch chấm dứt xung đột Ukraine của ông Trump có thể bao gồm việc thiết lập một khu phi quân sự đặc biệt giữa Ukraine và Nga. Theo đó, Ukraine sẽ giữ được chủ quyền của mình, nhưng đồng thời sẽ phải đảm bảo với Nga rằng họ không gia nhập NATO hoặc bất kỳ tổ chức đồng minh nào khác. Chính quyền của tổng thống Ukraina Volodymyr Zelensky thì từ lâu đã khẳng định rõ quan điểm không nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình với Nga. Theo tổng thống Zelensky thì tính đến cuối tháng 8, Nga đã kiểm soát được khoảng 27% lãnh thổ của Ukraina. Cả tỉnh Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhia ở Ukraina được quân đội Nga kiểm soát một phần. Nga thì tuyên bố đã sáp nhập toàn bộ lãnh thổ của các khu vực này mặc dù không kiểm soát hoàn toàn. Moskova cũng kiểm soát toàn bộ bán đảo Crimea trên biển Đen sau khi mà sáp nhập khu vực này vào năm 2014. Nga thì đã kêu gọi quân đội Ukraine rời khỏi các vùng lãnh thổ này như một điều kiện để đàm phán hòa bình. Nhưng tuy nhiên, Kiev đã bác bỏ đề xuất này. Ukraine cho biết các cuộc đàm phán hòa bình nên được tổ chức dựa trên công thức hòa bình 10 điểm của Tổng thống Zelensky, bao gồm việc rút toàn bộ quân đội Nga ra khỏi Ukraine. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều lời kêu gọi Ukraine đàm phán với Nga và chấp nhận nhượng lãnh thổ Điều này thì cũng đi đôi với việc xóa bỏ chính quyền Kiev, bởi theo nhiều chuyên gia, chính tổng thống Zelensky và đội ngũ của ông là rào cản lớn nhất trên bàn đàm phán. Và cuối năm 2022, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm đàm phán với chính quyền của tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong khi mới nhất, tại cuộc họp Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cùng với thời điểm đến Mỹ, ông Zelensky cũng đã phản đối việc tổ chức đàm phán với Nga. Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc ngày 24 tháng 9, ông Zelensky đã nói rằng Xung đột này là không thể được giải quyết thông qua đàm phán, cần phải hành động, Nga chỉ có thể bị buộc phải hòa bình. Tổng thống Zelensky cũng đã đưa ra kế hoạch chiến thắng cho Ukraina nhằm mục đích là củng cố lực lượng vũ trang Ukraina. Theo ông Zelensky thì kế hoạch này nhằm mục đích là chấm dứt xung đột một cách nhanh chóng chứ không phải kéo dài nó trong vài năm. Một nguồn tin thân cận với tổng thống Zelensky cũng nói với kênh truyền hình ABC News rằng sáng kiến của ông sẽ bao gồm sự hỗ trợ quân sự mà Kiev cần và danh mục những bước đi cần thiết về mặt chính trị và ngoại giao ông nói thêm rằng kế hoạch này cũng sẽ không bao gồm những nhượng bộ đối với nga tuy vậy kế hoạch này thì dường như đã không được chấp thuận sau gần 3 năm chiến sự tại washington và một số nước phương tây thái độ đang thay đổi từ quyết tâm rằng xung đột chỉ có thể kết thúc khi mà quân đội nga bị đẩy lùi khỏi ukraine sang sự thừa nhận rằng miễn cưỡng một giải pháp đàm phán giữ nguyên phần lớn đất nước có lẽ là tốt hơn phương tây thì nghĩ lại về mục tiêu ở ukraine Ukraine đang bước vào mùa đông thứ ba của cuộc xung đột với tâm trạng u ám hơn bao giờ hết. Ở phía đông, quân đội của họ đang mất dần đi lãnh thổ trong các cuộc chiến tấn công dữ dội của Nga. Mặc dù Moscow cũng phải chịu tổn thất nhất định, nhưng với một nửa sản lượng điện bị tổn thất, người dân Ukraine phải sống trong cảnh mà nhiều giờ trong ngày không có ánh sáng hoặc là lò sưởi. Tại Washington và một số nước phương Tây, thái độ đang thay đổi từ quyết tâm rằng xung đột chiếu thể kết thúc khi mà quân đội Nga bị đẩy lùi khỏi Ukraine sang sự thừa nhận miễn cưỡng rằng một giải pháp đàm phán giữ nguyên hiện trạng có lẽ là hy vọng tốt nhất. Nhưng tuy nhiên, Kiev thì đang không nhận được sự hỗ trợ cần thiết ngay cả để đạt được mục tiêu thu hẹp đó. Triển vọng của Ukraine có thể bị phủ bóng bởi khả năng mà ông Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử của Mỹ vào tháng tới và tìm cách nhanh chóng kết thúc cuộc xung đột như ông đã cam kết. Một số quan chức Mỹ và châu Âu thì hy vọng rằng ông Trump ít nhất có thể bị ngăn cản không ép Kiev ký một thỏa thuận bất lợi đối với Moscow bởi điều này sẽ gây ra rủi ro nghiêm trọng cho an ninh tương lai của châu Âu và Mỹ. Tuy nhiên, trước tình hình Trung Đông đang leo thang căng thẳng, ngay cả một số nước phương Tây trước đây đã khăng khăng đòi đánh bại tổng thống Vladimir Putin về mặt quân sự cũng đang điều chỉnh lại mục tiêu của họ. Các quan chức Kiev thì cũng bày tỏ lo ngại kín đáo rằng họ thiếu đi nhân lực, hỏa lực và sự hỗ trợ của phương Tây để khôi phục được tất cả lãnh thổ mà Nga đang kiểm soát. Đã có những cuộc thảo luận kín về một thỏa thuận trong đó Moscow vẫn giữ được quyền kiểm soát trên thực tế mới một phần năm lãnh thổ ở Ukraina, mặc dù chủ quyền của Nga không được công nhận. Trong khi đó, phần còn lại của đất nước được phép gia nhập NATO hoặc được đưa ra những đảm bảo an ninh tương đương. Dưới sự bảo trợ đó, họ có thể tái thiết và hội nhập với EU, giống như Tây Đức trong chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, kịch bản này dựa trên những giả định đầy tham vọng. Một là Mỹ và đồng minh phải chuẩn bị trao tư cách thành viên NATO hoặc những đảm bảo cần thiết cho Ukraina nhưng song thực tế thì cho đến nay họ vẫn đang do dự trao cho kiev một lộ trình ràng buộc với liên minh điều này sẽ đòi hỏi việc triển khai lực lượng khổng lồ và tốn kém của mỹ cũng như các đối tác đồng thời đặt họ vào tình thế nguy hiểm như trong chiến tranh lạnh giả định thứ hai là tổng thống nga putin có thể bị thuyết phục về đàm phán và chấp nhận một kịch bản như vậy nhưng tuy nhiên việc ngăn cản ukraine gia nhập nato là một trong những mục tiêu rõ ràng của ông phương tây và ukraine cũng nghi ngờ về việc ông putin có động cơ đàm phán để đổi lấy bất kỳ hòa bình nào trong khi mà ông tin rằng các lực lượng của mình vẫn có thể mở rộng thành quả. Mới đây ngày 7 tháng 10, Ngoại trưởng Larov đã cho biết trong hơn 2 năm rưỡi xung đột ở Ukraine, Điện Kremlin đã đưa ra một kế hoạch khả thi nhằm chấm dứt giao tranh và sửa chữa cấu trúc an ninh châu lục. Theo đó, kế hoạch của Nga thì đồng nghĩa với việc Ukraine sẽ nhượng bộ đáng kể các khu vực của Donetsk, Kherson, Luhansk, Zaporizhia mà Moscow tuyên bố sắp nhập vào tháng 9 năm 2022 sau một cuộc trưng cầu ý dân. Cùng với bán đảo Crimea thì Nga sắp nhập vào năm 2014. Kiev cũng sẽ phải từ bỏ mong muốn trở thành một thành viên NATO và tiến hành một số biện pháp khác mà Tổng thống Zelensky cũng như một số đối tác phương Tây bác bỏ, trong đó có Mỹ. Ngoại trưởng Nga cảnh báo rằng những hậu quả nguy hiểm mà phương Tây có thể phải đối mặt nếu như tăng cường sự hỗ trợ quân sự cho Ukraine thay vì ủng hộ giải pháp Nga đề xuất. Hiện nay thì như chúng ta thấy, việc khôi phục hòa bình không phải là một phần trong kế hoạch của đối phương. Ông Zelensky thì vẫn chưa thu hồi sắc lệnh cấm đàm phán với Nga. NATO thì cung cấp sự hỗ trợ chính trị, quân sự và tài chính cho Kiev để xung đột được tiếp diễn. Họ thì đang thảo luận về việc cho phép lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng các tên lửa tầm xa của phương Tây để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Đùa với lửa theo cách này có thể dẫn đến những hậu quả nguy hiểm, ông Larov nói thêm. Củng cố vị thế của Ukraine để đánh tiếp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày một kế hoạch chiến thắng tại Washington vào tháng trước nhằm thuyết phục các đồng minh của Kiev củng cố vị thế của mình về mặt quân sự và ngoại giao, đồng thời buộc Moscow phải ngồi vào bàn đàm phán. Ông Zelensky thì đã ra về tay trắng với hai yêu cầu chính, đó là tiến triển gia nhập NATO và việc Mỹ cho phép Ukraine sử dụng tên lửa tầm xa phương Tây để tấn công vào lãnh thổ của Nga. Giới quan sát phương Tây thì cho rằng, dù mục tiêu là giành chiến thắng hoàn toàn hay là đưa Nga vào bàn đàm phán, thì các nước phương Tây đều cần củng cố vị thế của Ukraine. Điện Kremlin thì chỉ có thể bị thúc đẩy vào các cuộc đàm phán về một thỏa thuận làm hài lòng Kiev và phương Tây nếu họ cảm thấy rằng chi phí chiến đấu là quá cao và bất kỳ giải pháp nào cho cuộc xung đột để toàn bộ hoặc là một phần Ukraine tồn tại và thịnh vượng đều cần những đảm bảo an ninh nhất định. Trong 3 tháng tại nhiệm còn lại, Tổng thống Joe Biden và các đồng minh châu Âu sẽ tăng cường hỗ trợ cho Ukraine với mục tiêu là đưa Kiev vào vị thế mạnh nhất có thể trước nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump hoặc tạo dựng nền tảng cho bà Kamala Harris nếu như bà giành chiến thắng. Cảm ơn các bạn đã đón xem video. Nếu thấy video hay và thú vị, đừng quên nhấn like và đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.